tàu cảnh sát biển 8020 về tới Việt Nam sẵn sàng làm nhiệm vụ. Quý vị và các bạn thân mến, đã có được những hình ảnh đầu tiên của tàu cảnh sát biển 8020, vốn là chiếc USCGC Morgenthau được tuần duyên Hoa Kỳ bàn giao cho cảnh sát biển Việt Nam tại Vũng Tàu. Tàu cảnh sát biển 8020 được lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ sang tên cho cảnh sát biển Việt Nam đã chính thức rời cảng Honolulu, Hawaii của Mỹ vào lúc 10 giờ 18 phút ngày 20 tháng 11 năm 2017 theo giờ địa phương. Hành trình về Việt Nam của tàu cảnh sát biển 8020 cùng thủy thủ đoàn dự kiến sẽ kéo dài trong khoảng gần một tháng. Cho tới ngày 9 tháng 12 thì con tàu đã tới cảng Manila của Philippines, bắt đầu chuyến thăm và giao lưu với hải quân và cảnh sát biển nước chủ nhà. Tại Manila, tàu cảnh sát biển 8020 đã được phía bạn đón tiếp trọng thị nhằm tăng thêm tình hữu nghị giữa hải quân cũng như là lực lượng thực thi pháp luật trên biển của hai quốc gia Đông Nam Á vì hòa bình và ổn định trong khu vực. Theo trang thông tin hàng hải Marine Traffic, chuyên theo dõi hành trình của mọi tàu thuyền trên thế giới, thì chiếc tàu tuần tra mang mã dịch vụ di động hàng hải MMSE 574120033, tức là tàu cảnh sát biển 8020, đã rời Philippines để về nước vào hôm 12 tháng 2. Sau 2 ngày hoàn thành nốt chặng cuối của hành trình vạn dặm, tàu cảnh sát biển 8020 đã về tới Vũng Tàu vào ngày hôm qua. Hình ảnh đầu tiên của nó đã được người dân địa phương ghi lại. Như vậy là chưa tới một tháng tàu cảnh sát biển 8020 đã về tới Việt Nam rồi, chứng tỏ năng lực đáng tin cậy của đội ngũ thủy thủ và là lời khẳng định chúng ta đã hoàn toàn làm chủ con tàu cỡ lớn với lượng dạn nước là 3.200 tấn này. Dự kiến chiếc cảnh sát biển 8020 sẽ được biên chế vào vùng 3 cảnh sát biển, trở thành tàu lớn nhất trong trang bị của lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam, vượt cả DN2000 có lượng dạn nước toàn tải là 2.500 tấn. Vì thế, tàu lớn nhất của chiếc cảnh sát biển 8020 có lẽ phải vài năm nữa mới bị soán ngôi bởi lớp tàu tuần tra thế hệ mới DN4000 có lượng dạn nước 4.000 tấn. Trong thời gian đó, nhiều khả năng Việt Nam sẽ được Hoa Kỳ bàn giao tiếp một vài tàu tuần tra lớp 20 tên nữa. Hướng tới con số 16, Việt Nam nhiều Monia chỉ sau Nga. Quý vị và các bạn thân mến, tháng trước, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã làm lễ thượng cờ tàu tên lửa 382 và 383 thuộc lớp Monia 1241.8, đưa số lượng chiến hạm loại này trong biên chế lên tới con số là 8. Trong đó, 2 tàu đầu tiên đóng tại Nga, còn 6 tàu tiếp theo, Việt Nam tự đóng trong nước theo giấy phép. Ngoài 8 tàu Monia 1241.8, Việt Nam còn vận hành 4 chiếc Monia 1241.RE hay còn gọi là Tarantul khác, chúng được chuyển giao trong giai đoạn đầu những năm 2000. So với Monia 1241.8, thì Monia 1241.RE có lượng dạn nước nhỏ, cùng vũ khí đi kèm đơn sơ hơn rất nhiều. Monia 1241.RE chỉ có lượng dạn nước 480 tấn, vũ trang bằng 4 quả tên lửa hành trình chống hạm cận âm V-15 Termit, tầm bắn 80 km, thay vì 16 quả KH-35 Uranae tầm bắn 130 km. Hệ thống điện tử của tàu thiếu radar cảnh giới đường không Positive ME mà chỉ có radar điều khiển hỏa lực Garpun Bon dựng bắn cho tên lửa đối hạm, cùng radar MR-123 Vinpearl kiểm soát bắn cho các loại pháo. Sau khi hoàn thành dự án Monia 1241.8, phía Nga cho biết đang đàm phán với Việt Nam về việc đóng mới 4 tàu tiếp theo, dự kiến sẽ có cấu hình vũ khí mạnh hơn. Như vậy, nếu mọi việc tiến triển tốt đẹp, thì sau vài năm nữa, Hải quân Việt Nam sẽ sở hữu tổng cộng tới 16 tàu tên lửa tấn công nhanh tia chớp. Khi nắm trong tay 16 chiếc Monia các phiên bản, Việt Nam sẽ chính thức vượt qua Ấn Độ để trở thành quốc gia có hạm đội tàu tên lửa tấn công nhanh Monia đông đảo thứ hai thế giới. Hải quân Ấn Độ có trong biên chế tất cả 12 chiếc Monia do họ tự đóng trong nước. Biến thể Monia 1241.RE có tên định danh nội địa là Veer, gồm 10 chiếc, 2 chiếc Monia 1241.8. Còn lại có chút khác biệt với tàu Việt Nam khi sử dụng pháo hạm ô tô Melara cùng với radar trinh sát đường không Positive, chứ không phải là Positive ME. Đứng đầu danh sách dĩ nhiên phải là Hải quân Nga, lực lượng này nắm trong tay tới 23 chiếc Monia các phiên bản. Trong đó, đông đảo nhất là biến thể Monia, dự án 1241.1MR, được trang bị 4 tên lửa Musket, cùng một tàu Monia 1241.1M, chỉ được tích hợp 4 tên lửa P-15 Termit. Tàu Monia của Hải quân Nga mạnh hơn rất nhiều phiên bản dành cho xuất khẩu. Ngoài tên lửa chống hạm siêu âm Musket, sở hữu tốc độ Mach 3, thì nó còn có cả radar điều khiển hỏa lực Mineral M, lẫn tổ hợp tên lửa pháo phòng không Palma. Chiếc Monia cuối cùng của Hải quân Nga thuộc dự án 1241.2, cấu hình của nó giống hệt Monia 1241.8 của Việt Nam, được tạo ra chỉ nhằm mục đích thử nghiệm công nghệ. Chuyến thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình có ý nghĩa quan trọng.
Các thành viên tham dự sẽ không thể quên hội nghị thượng đỉnh APEC sắp tới tại Đà Nẵng. Với sự chuẩn bị chu đáo và tuyệt vời của nước chủ nhà, nhà phân tích Piotr Vestot của Sputnik viết, chắc chắn các vị thượng khách sẽ chia sẻ không ít nhận xét thú vị về diễn đàn. Chúng ta cùng hy vọng một loạt vấn đề nóng hổi sẽ được thảo luận và thông qua trên văn bản, khẳng định những kỳ vọng mới về diễn đàn APEC là nơi các nước lớn và nhỏ của khu vực cùng có cơ hội bày tỏ quan điểm và được lắng nghe. Đó cũng là một trong những mục tiêu của các nguyên thủ đến dự hội nghị thượng đỉnh không chính thức này. Tuy nhiên, mong muốn bày tỏ về các vấn đề cấp bách trước các thính giả quan trọng chỉ là một phần. APEC còn là cơ hội tích cực cho các giao tiếp song phương giữa những người đứng đầu nhà nước và chính phủ. Đà Nẵng có thể sẽ là nơi diễn ra cuộc gặp lịch sử giữa các tổng thống Nga và Mỹ. Hội nghị thượng đỉnh APEC tạo điều kiện cho các nguyên thủ thực hiện các chuyến thăm chính thức của nước chủ nhà. Ví dụ, chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Các quan sát viên quốc tế lưu ý đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Tập sau khi ông tái đắc cử chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Đại hội lần thứ 19. Đây là một thực tế mang nhiều ý nghĩa để chuẩn bị cho chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc. Nhóm các chuyên gia Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị dẫn đầu đã tới Hà Nội làm việc. Ông Vương Nghị khẳng định lựa chọn của nhà lãnh đạo Trung Quốc cho thấy Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc coi trọng sự phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Việt Nam. Rõ ràng, giữa hai đảng Cộng sản và hai nhà nước xã hội chủ nghĩa có nhiều điểm tương đồng, có điều kiện thực hiện nhiều dự án chung cùng với sự phát triển lợi ích mối quan hệ tốt đẹp láng giềng. Có thể nhớ lại rằng Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng là người đã tạo sự khởi đầu cho những dự án này khi ông thăm chính thức Trung Quốc vào tháng 1 năm nay. Không có gì bí mật khi ông Tập Cận Bình sẽ đề cập tới tình hình Biển Đông trong chuyến thăm của mình. Gần đây, các quan chức cả hai nước không ngừng thể hiện mong muốn tập trung việc giải quyết các vấn đề gây tranh cãi trong khu vực trên cơ sở đối thoại xây dựng và tin tưởng lẫn nhau. Báo cáo của ông Tập Cận Bình tại Đại hội Đảng lần thứ 19 nhấn mạnh, tranh chấp và bất đồng trong các vấn đề quốc tế cần được giải quyết thông qua đối thoại và tham vấn. Tại cuộc họp với người đồng cấp Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phan Bình Minh đã thúc giục Trung Quốc cùng nỗ lực với các nước ASEAN soạn thảo bộ luật về quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông, đảm bảo hòa bình và sự ổn định, không có những hành động làm phức tạp tình hình trong khu vực. Tất nhiên, khó có giải pháp đơn giản cho tình hình ở Biển Đông, đặc biệt khi tồn tại những thế lực muốn can thiệp vào tranh chấp. Nhưng hy vọng quyết tâm của các bên sẽ không để vấn đề bất đồng thêm trầm trọng. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc đều hiểu tầm quan trọng của hòa bình và ổn định đối với sự phát triển kinh tế bền vững và gia tăng phúc lợi của nhân dân hai nước. Có mọi lý do để mong rằng chuyến thăm của Chủ tịch Tập sẽ là bước ngoặt mới trong lịch sử quan hệ Việt-Trung. Mỹ công bố chương trình nâng cấp máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit. Nếu hệ thống điện tử và thông tin liên lạc trang bị trên máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit thuộc không quân Mỹ không có khả năng kháng lại nhiễu điện từ gây ra bởi các vụ nổ hạt nhân, thì dòng máy bay này sẽ mất đáng kể khả năng chiến đấu. Đây là lý do Lầu Năm Góc quyết định sẽ nâng cấp dòng máy bay ném bom tàng hình trên. Theo tạp chí Mỹ National Interest, không quân Mỹ sẽ nâng cấp cơ bản hệ thống điện tử và kết nối trên các máy bay ném bom B-2 hiện có. Sau khi nâng cấp, chúng sẽ có khả năng sống sót và hoạt động tốt trước các xung điện từ mạnh gây ra bởi các vụ nổ vũ khí hạt nhân ở trên không. Như vậy, máy bay B-2 có thể nhận các lệnh chỉ huy từ Tổng thống Mỹ và Lầu Năm Góc, kể cả trong điều kiện chiến tranh hạt nhân. Cố vấn phụ trách vấn đề mua sắm trang bị của không quân Mỹ, Arnold Bunch cho biết, chúng tôi đang hoàn thiện kỹ thuật và ngăn ngừa các mối nguy cơ có thể xảy ra. Đó là một trong những nhiệm vụ chính của lực lượng cấp chiến lược. Trong gói nâng cấp mới, máy bay B-2 sẽ được trang bị hệ thống trao đổi thông tin, sử dụng sóng tần số VLF. Phương thức này có nhược điểm về tầm phủ, nhưng là hoạt động rất tốt trong điều kiện nhiễu động từ tính mạnh. Hiện tại, các hệ thống liên lạc tần số cao UHF trên máy bay B-2 có thể hoạt động tốt hơn, nhưng trong chiến tranh hạt nhân, hệ thống trên sẽ gần như bị mù. Cùng với hệ thống liên lạc mới, toàn bộ hệ thống điện tử trên khoang của máy bay B-2 cũng được nâng cấp để tăng hiệu quả hoạt động lên gấp 1.000 lần so với hệ thống cũ. Điều này giúp hệ thống ra các lệnh điều khiển nhanh và chính xác hơn trong điều kiện đối kháng điện tử mạnh. Sau khi nâng cấp, máy bay B-2 cũng tương thích với nhiều dòng vũ khí hạt nhân mới. Trong đó có bom hạt nhân thông minh B-61 Mod 11, tên lửa hành trình AGM-158 JASM. Trong vài năm qua, không quân Mỹ đã có nhiều gói nâng cấp tăng cường khả năng tác chiến của máy bay B-2. Gần đây nhất là vào năm 2014 và 2016, các máy bay ném bom tàng hình B-2 của không quân Mỹ đã được nâng cấp hệ thống quản lý vũ khí hợp nhất thuộc chương trình FSB-1.
hệ thống phần mềm quản lý vũ khí mới, giúp đơn giản hóa hoạt động tác chiến của B-2 vốn rất phức tạp do phải quản lý cùng lúc nhiều chủng loại vũ khí thuộc nhiều thế hệ khác nhau. Máy bay B-2 hiện là một phần trong bộ ba hạt nhân chiến lược của Mỹ. Không quân Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục sử dụng dòng máy bay chiến lược này tới những năm 2050 kết hợp với dòng máy bay ném bom B-21. Nhện độc Nga mang sát thủ Kalib, chiến hạm nhỏ ra đòn ác hiểm. Nhà máy Zelenodonsk mang tên Gorky, Cộng hòa Tatarstan của Nga, đang đóng hai tàu tên lửa cỡ nhỏ RTO, còn gọi là tàu hộ tống của đề án 22800, với cái tên đáng chú ý là Karakurt, một loại nhện độc mà vết cắn có thể gây tử vong cho người và động vật. Theo báo cáo thường niên do xí nghiệp công bố gần đây, Bộ Quốc phòng Nga đã đặt hàng cho cơ sở đóng tàu Zelenodonsk chế tạo 5 chiếc tàu thuộc đề án này. Như vậy, 3 chiếc Karakurt còn lại cần được hoàn thành trong năm nay. Ngoài số ở nhà máy Tatarstan, còn thêm 7 con tàu loại này đang được xây dựng tại các xí nghiệp đóng tàu tỉnh Leningrad và Crimea. Với đề án 22.800 do Cục Thiết kế Hàng hải Trung ương IMAS San Petersburg phát triển, quân đội Nga đang gửi gắm những kỳ vọng to lớn. Tổng cộng Hải quân Nga trông đợi nhận 18 con tàu thuộc loại này để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở khu vực biển gần và không chỉ ở đó. Mấu chốt là ở chỗ tàu tên lửa Karakurt vượt trội hơn những mẫu tàu tiền bối của nó về sức mạnh tấn công, mà ưu điểm chính yếu nhất là về chất lượng đi biển. Nhện độc có thể tiến hành ở mọi trạng thái biển, không hề bị lệ thuộc vào thời tiết và đi tận những nơi khá xa căn cứ. Karakurt Nga có kích thước khá khiêm tốn, lượng choán nước 800 tấn, chiều dài 60m, thân tàu rộng 10m, mấn nước 4m. Con tàu có khả năng phát triển tốc độ 30 hải lý một giờ, khoảng 55 km/h và có thể hoạt động xa căn cứ đến 2.500 cho đến 3.000 hải lý. Karakurt đủ sức bơi tự động khoảng 15 ngày đêm. Có giả thiết là tàu tên lửa Karakurt sẽ được dùng thay thế cho tàu tên lửa pháo của vùng biển gần bờ, Buyan-M. Chiến hạm Buyan đã nổi tiếng toàn thế giới sau khi từ vùng biển Caspian thực hiện cuộc phóng tên lửa hành trình tấn công sấm sét Kalib, tiêu diệt các chủ thể của chiến binh IS ở Syria. Chất lượng đi biển của Buyan không cho phép nó hành quân quá xa căn cứ và hạn chế về khoảng cách này được khắc phục với mẫu thiết kế Karakurt. Theo kế hoạch hiện nay, con tàu đầu tiên của đề án 22800 cần được bàn giao cho Hải quân Nga vào tháng 12 năm 2017. Những tàu khác sẽ tham gia biên chế hạm đội Nga trong những năm 2018-2022. Về nhìn độc được vũ trang như thế nào, vũ khí tấn công cơ bản của con tàu sẽ là tên lửa hành trình Kalib có khả năng triệt hạ mục tiêu ở khoảng cách 2.500 km để bảo vệ chống lại áp lực của đối phương, có các tên lửa siêu thanh lừng danh như là B-800 Onyx. Tuy nhiên, điểm nhấn mới nổi bật về vũ khí của Karakurt là tổ hợp tên lửa và pháo phòng không Panzer-M, biến thể của tên lửa pháo mặt đất Panzer-S1 hiện đang trải qua đợt thử nghiệm cấp nhà nước. Hệ thống này được thiết kế để tiêu diệt mục tiêu trên không ở khoảng cách từ vài chục mét cho tới 20 cây số. Trong mô đun chiến đấu tập trung những tên lửa tốc độ cao với dẫn hướng vô tuyến và hai dàn pháo 6 nòng cỡ 30mm. Ngoài ra, kết cấu hình học và việc sử dụng các vật liệu hấp thụ radar cần làm cho Karakurt trở nên hầu như vô hình trước radar của đối phương. Trong khi đó, con tàu Nga được trang bị radar hiện đại và những thiết bị điều hướng tiên tiến nhất. Theo tuyên bố của chuyên gia Dmitry Konev, người sáng lập cổng thông tin quân sự Nga Military Russia, Karakurt và những con tàu tên lửa khác có thể làm việc ở môi trường biển cũng như là sông. Vũ khí tấn công của con tàu tên lửa hành trình Kalib không rơi vào phạm vi quy định của Hiệp ước về thanh lý tên lửa tầm trung và tầm gần, mà vẫn dư sức bắn trúng hầu như toàn bộ các chủ thể trên biển và trên mặt đất ở châu Âu. Bên cạnh đó, tàu loại này có thể xây dựng được tại những xưởng đóng tàu không thuộc hàng lớn nhất, như vậy giúp tiết kiệm ngân quỹ một cách nghiêm túc. Nga trình làng vũ khí diệt tất cả tàu ngầm Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, theo giới thiệu của nhà sản xuất vũ khí Detmash của Nga, điều khiến cho loại bom Zagan 2E trở nên đặc biệt hơn tất cả các sản phẩm cùng loại, đó chính là khả năng duy trì bay lượn trên mặt nước trong khoảng thời gian vừa đủ để tìm mục tiêu. Bom Zagan 2E được thiết kế để tiêu diệt các tàu ngầm đang nổi hoặc lặn sâu dưới mặt nước. Khi tấn công mục tiêu, thì bom Zagan 2E sẽ bật dù tiếp cận mặt nước. Sau khi đã lặn xuống mặt nước, nó sẽ hướng về mục tiêu dựa vào tín hiệu sonar và hệ thống kiểm soát chuyển động mục tiêu. Theo thông tin được công khai, bom Zagan 2E có kích thước không lớn,
khi chỉ dài 150cm, nặng 120kg và có thể dò tìm ra các tàu ngầm của đối phương ở khoảng cách 450m, độ sâu 200m. Quả bom này được thiết kế để trang bị trên các loại máy bay chống ngầm IL-38 và Tu-42M, hai trực thăng Mi-14 và K-38. Nhà sản xuất tuyên bố khi được trang bị, không một loại tàu ngầm nào của Mỹ có thể thoát được đòn tấn công của bom Dragon 2E. Theo nguồn tin này, hiện nay tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia và lớp Ohio của Hải quân Mỹ đều không thể lặn sâu hơn 300m. Như vậy, độ sâu diệt mục tiêu của bom Dragon 2E đạt gấp đôi khả năng lặn của tàu ngầm Mỹ. Không chỉ vũ khí diệt ngầm tối tân của Nga, bản thân lực lượng tàu ngầm hạt nhân của Moscow cũng đang khiến Mỹ và phương Tây lo lắng. Nguồn tin quân sự Nga cho biết, hồi năm 2014, một chiếc tàu ngầm hạt nhân của Nga đã nổi lên cách không quá xa tượng nữ thần tự do và cách khu Manhattan, trái tim tài chính và kinh tế của phương Tây ở New York khoảng 1 km, khiến Lầu Năm Góc nín thở. Toàn bộ hệ thống giám sát của Mỹ hoàn toàn không phản ứng với sự xuất hiện của tàu ngầm của Nga trong vùng lãnh hải của quốc gia này. Đại tướng Martin Dempsey, khi đó là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên minh Mỹ, chỉ biết được tin này qua người dân cấp báo. Đến khi con tàu ngầm lặng lẽ rời đi, thì người Mỹ mới kịp phát hiện báo động ở mức cao nhất. Đối với quân đội Mỹ, đây là một mối đe dọa khủng khiếp. Sự kiện này đã khuấy động tâm trí của quan chức quân sự Mỹ. Các cuộc hội đàm tìm hiểu nguyên nhân tại sao các hệ thống của họ không phát hiện ra sự xuất hiện của tàu ngầm này. Một số chuyên gia quân sự cho rằng đây là một điều không thể chấp nhận được, bởi vì trong trường hợp xảy ra cuộc xung đột quân sự, tàu ngầm cùng với các loại tên lửa của Nga trên tàu có thể bất ngờ xuất hiện trong vùng biên giới của Mỹ và thực hiện cuộc tấn công chớp nhoáng vào các vị trí chiến lược quan trọng. Đây không phải là trường hợp duy nhất. Đã từng có các thông báo về sự xuất hiện đột ngột của tàu ngầm Nga ở Vương quốc Anh và các nước vùng Baltic. Tuy nhiên, sự thật trong một số trường hợp là do phương Tây bịa đặt hoặc họ nhầm lẫn các tàu ngầm của các nước trong khối với tàu ngầm của Nga. Đặc biệt, ở vùng biển Baltic, nơi tập trung các đối tác của phương Tây, sự xuất hiện của tàu ngầm Nga như đã làm cho họ hoang mang, lo lắng và tìm cách đối phó. Ví dụ, thủy điện đã xây dựng trên biên giới của vùng lãnh hải các cột hải đăng vô tuyến dưới nước nhằm dọa các tàu ngầm của Nga. Những phương pháp tạm để bảo vệ biên giới của họ một lần nữa chứng tỏ hiệu quả của hệ thống theo dõi không gian dưới nước của NATO. Bây giờ, phương Tây sẽ có thêm lý do lo lắng. Nga đã phát triển các công nghệ độc đáo, chúng sẽ biến các hệ thống định vị không gian của NATO thành đồ thừa. Các dự án phát triển tàu ngầm mới của Nga được phát triển không chỉ với hệ thống vũ khí khủng, mà còn được trang bị các thiết bị tàng hình trước hệ thống phòng thủ của đối phương. Đặc biệt, bên ngoài các tàu ngầm được phủ lớp vật liệu đặc biệt cho phép phản xạ âm thanh của bộ định vị sóng âm bằng cách làm biến dạng, thay đổi chúng, làm cho tàu ngầm vô hình với radar của đối phương. Trong tương lai gần, các công nghệ thiết bị này sẽ được trang bị cho các tàu ngầm. Hiện nay một số phiên bản đã chuẩn bị bắt đầu thử nghiệm với các mô đun khác nhau. Sự phát triển này sẽ gây hoang mang cho công chúng phương Tây và cả người Mỹ. Các nhà lãnh đạo của họ đang lúng túng trong việc tìm các biện pháp có hiệu quả để phát hiện và chống lại các tàu ngầm của Nga, một sĩ quan cấp cao của Hải quân Nga cho biết. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.